mừng các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Bây giờ là bản tin tối, nó cũng có mấy cái mới cho nên là tôi phải cập nhật ngay, cho nên ngày mai thì nó hơi trễ. Bây giờ là của đồng hồ của tôi là 21 giờ, chưa tới 21 giờ, cứ cho 21 giờ mình trừ đi 4 là 17 giờ, tức là bên đấy là nó như là đánh xong rồi đó các bạn, đánh xong buổi chiều nay rồi. Thì cái bộ trưởng quốc phòng Shoigu cũng đã có một cái báo cáo, thì tôi đọc bằng cái bản tiếng Nga ra tiếng Việt cho các bạn. Và báo cáo về cái tình hình tại mặt trận Zaporizhia, thì nơi các chiến binh của Ukraine đang cố gắng tấn công các vị trí của quân đội Nga, nhưng mà phóng viên của Nga đã đưa tin là kẻ thù đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Một cuộc tấn công phủ đầu đã được thực hiện bằng pháo binh, máy bay và vũ khí chống tăng. Shoigu nói như vậy đấy. Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, kết quả của trận chiến kéo dài 2 giờ, tức là trận chiến chiều nay thôi các bạn nhé. Cái lúc mà tôi nói trong cái video trước mà tôi bảo là còn đang đánh đấy, và tối là có kết quả là tôi sẽ nói, thì đây là đang nói về cái chiều nay. Kết quả của trận đánh chiều nay, 2 tiếng đồng hồ, kẻ thù đã mất 30 xe tăng, 11 xe chiến đấu bộ binh và 350 binh sĩ. Trước đó, chúng tôi cũng đã báo cáo rằng quân đội Nga đã đánh bại cột của lực lượng, cột không có đúng mà, đã đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine gần Orykhovo. Đấy, thì chúng ta sẽ xem các cái hình ảnh về cái chỗ mà Orykhovo các bạn nha. Orykhovo là nó thuộc bên kia chiến tuyến đấy. Sau đây tôi dịch tiếp cái bản thứ hai này. Quân đội Nga đã đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine gần Orykhov. Cuộc phản công của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã thất bại. Phóng viên của Nga đã đưa tin liên quan đến những kênh điện tín của mặt trận Zaporizhia. Đoàn phim trinh sát trên không kể về cuộc tấn công thảm khốc này, kẻ thảm khốc của các nhóm thiết gia Đức Quốc xã tại gần Orykhov đã công bố cuộc tấn công của các nắm đấm thiết giáp bị xa lầy, địch mất hàng chục xe nhằm trấn áp các vị trí bắn của ta để đưa bộ binh của họ ra tiền tuyến. Trong điều kiện mật độ pháo binh dày đặc, xe thiết giáp địch buộc phải căng mình thành hàng cột dọc, hàng thành cột, di chuyển dọc theo các tuyến đường, cố gắng chen giữa các bãi mìn. Trong khi đó, tại sân tập thì đang di chuyển răng rồng không an toàn bằng Leopard và đi dọn bãi mìn, thì thực tế lại hoàn toàn khác. Nhớ rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chặt thủng tuyến phòng thủ dọc theo toàn bộ chiến tuyến của khu vực Zaporizhia, từ hồ chứa Kakhovka đến biên giới đến chiến tuyến của bên Nga quản lý. Áp lực đặc biệt dồn lên hướng Orykhovo qua Novodanilovka và Tobak, qua Balea Tobachka về phía Polovi. Đến lượt thứ ba thì một số đơn vị không chỉ tiến lên, họ cũng đã cố gắng di chuyển đến Polovi từ hướng Pole là ruộng các bạn. Từ đây một bước đột phá chết người và mở rộng đầu cầu đã không được phát. Chết thì cũng bị chết. Kẻ thù cũng thực hiện những nỗ lực mới để đột phá theo hướng Nam Donetsk và gần Artemov, nhưng cũng không đạt được thành công chiến lược. Nói thêm cái chỗ mà hiện nay là bên các nước NATO đã chuẩn bị lại tập trận lớn đấy các bạn nhé, tập trận không quân đấy. Hôm trước là chúng ta nói về hải quân, tức là hải quân tức là tập trận ở Baltic ấy, thì là từ ngày 4 đến ngày 16, thế là coi như là Nga cũng làm luôn là từ ngày 5 cho đến ngày 15, đấy, tức là bên họ là 12 ngày và bên Nga là 10 ngày.
Như thế là có nghĩa là ngày 15 là Nga hết, thì còn còn ngày 16 là họ họ tập có một mình ở Matic thôi. Đấy, thế là Nga là ngưng ngưng tập trận trước. Nhưng mà là đến ngày từ ngày mà 12 tháng 6 cho đến ngày 23 tháng 6 các bạn nhé. Đấy là coi 12 ngày đấy thì lại bên NATO nó lại tập trận với không quân. Đấy, thì đây là tôi vẽ sẵn này gọi mất thời gian của các bạn này. Đấy là coi như là các bạn thấy là coi như có bốn nước tập thôi. Đấy, và người ta nói là người ta sẽ không có liên quan gì đến Kaliningrad. Đây là Kaliningrad của Nga này. Còn đây bên này, tất cả bên phải này là của cái vàng vàng này là Nga hết các bạn nhé. Đấy, xuống dưới cái này này. Đấy. Thì tất cả đây là của Nga hết. Thế thì, nhưng mà các nước NATO thì nó là tập là trên cái địa phận của bốn nước này. Nhưng mà là có 25 quốc gia tập. Đấy. Tức là tập 10 ngày. Tức là từ 12 đến 23 đấy. Là có 10.000 binh sĩ, 250... coi như là máy bay đấy, của là coi như là tại cái các sân bay của châu Âu đấy, nhưng mà nó sẽ lấy là thì đấy là 250 trực thăng và 250 máy bay tiêm kích rồi là coi như là họ nói cái mục đích thì mang tính phòng thủ chứ không có hù dọa ai hết, và cũng không bay qua Kaliningrad, mà cũng tức là vùng vùng tức là không gắn dây với Kaliningrad cho nên là và Nga nó tóm lại là không có hù dọa hết. Nhưng mà có cái là tại sao mà anh lại tập vào cái lúc mà coi như là anh tập hải quân xong, tôi cũng tập xem anh làm gì thì tôi làm. Thế bây giờ tôi không hết tập rồi thì bắt đầu lại bây giờ lại dở ra cái trò là tập không quân, mà không quân mới nguy hiểm các bạn nhé. Không quân nó bay vào nó bỏ bom mà nó đổ bộ rồi đủ thứ rồi nó không kích là nó nguy hiểm hơn là cái thằng tàu. Nên tàu thuyền ở dưới biển Baltic này thì nói thế thì không sợ, nhưng mà thế tại sao, nhưng mà cũng có thể là người ta phòng thủ thật, là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà tập ở chỗ Latvia đây, à Litva đây các bạn này, đây Litva đây, thì nó sẽ giáp với lại giáp với Kaliningrad, thì lạng quạng là coi như bay là Nga qua ông này cũng kết. Còn Ba Lan này cũng không có bay qua Ba Lan các bạn nha. Đấy, tức là hai cái nước mà nó liên quan đến Kaliningrad là không tập trận, mà chỉ tập trận qua bốn quốc gia là Estonia, Latvia, Đức và Séc. Đấy, nhưng mà chỗ Đức Séc thì ta không nói. Đức Séc thì có thể liên quan đến Ukraine, đấy, có thể là nó bay đến Ukraine, đấy. Nhưng mà Estonia này thì bay qua với Latvia này, bay qua Nga thì quá đơn giản luôn, đấy. Cho nên là nói là không biết là có phải không, tức là anh tránh cái Kaliningrad nhưng mà anh sơi vào Moscow, ông Estonia với thì Saint Petersburg thì ngay đây rồi, còn ông Latvia thì đi Moscow là gần nhất, đấy. Rất nguy hiểm đấy các bạn nhé, cho nên là cũng thông báo với các bạn biết để mà thấy các cái vấn đề nó xảy ra như thế này rất là mệt. Đấy, thì còn vừa rồi là coi như là như các bạn biết là cái nhà máy điện mà Kakhovka là coi như 5 người, lúc mà nó nổ là 5 người chết đấy các bạn nhé. Đấy, còn riêng về cái chỗ Thổ Nhĩ Kỳ ở cái dưới này là các bạn biết là bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 nó bắt đầu thu phí các tàu thuyền ra lại, tăng phí đấy, như vậy. Đấy, có tình hình mình có thế thôi, chủ yếu tôi báo cáo về các cái gọi là thất bại của Ukraine chỗ Zaporizhia trong ngày qua thôi, ngày hôm nay thôi. Thế còn tổng hợp luôn cả một cái thời kỳ, ví dụ như 3 ngày như bên kia thì tôi nghĩ là nó sẽ cao hơn cái đợt 1 là có 52 xe tăng, đợt này thì thấy riêng chỗ này 30 rồi. Hồi đêm rạng sáng nó đã 10 chiếc rồi, khả năng là cái đợt này cũng nhiều đấy các bạn nhé. Thôi thế thôi, thông tin kịp thời cho các bạn thôi, chúc các bạn ngủ ngon.